À, đề này của Phan Ngọc Tòng ở Ba Tri. Rồi, bắt đầu làm thử cho thầy coi coi. Câu số 1. Tìm ảnh M phẩy qua phép quay tâm O, góc quay 90 độ. Rồi, mỗi bạn chuẩn bị sẵn cho thầy câu trả lời thì chút xíu tôi hỏi. Rồi đâu? Gia Khang, câu số 1. Thế nào? Cái ảnh này cũng quên rồi. Phạm Khang. Nhớ công thức không? X bằng y phẩy với y bằng y phẩy. Rồi, góc quay 90 độ biến điểm M thành điểm M phẩy. Phép quay thì ta có x y sẽ bằng là y phẩy x phẩy. Và x thì nó ra thành dấu gì? Cộng Cộng y phẩy là dấu y ra y phẩy ra dấu trừ. Rồi cứ thế mà làm thôi. Được không, Gia Khang? dạ được. Rồi bao nhiêu cách chọn 5 trong 10? Câu số 2. Gia Khang. Dạ C50 thầy. À, xin năm mời. Tiếp tục công thức tịnh tiến theo với tờ B. Gia Khang nhớ không? Dạ không. Phạm Khang. Dạ ít phải bằng Rồi, x ít phẩy công an trừ đi x bằng a, y phẩy trừ đi y bằng b. Rồi chấp nhận. Từ đó ta đi tính, chính xác là ta sẽ đi tính x y theo x phẩy y phẩy. Ta đang đi tìm ảnh, áp dụng công thức vô tự đi tìm. Tiếp tục Phạm Khang luôn, phép vị từ tâm y tỷ số là k biến điểm a thành điểm a phẩy khi nào? Theo công thức của vị tự là gì? Y A bằng phẩy y a phẩy căn lượng bằng tư cho phải y k lần vectơ y a, và sau đó tự quăng vô. Số 2 Gia Khang ổn ống thầy. không vậy? Đang cho gán tự làm lại thôi. Ôi bị một đống luôn á thầy. Bị một đống là bị gì? Không á thầy. Cái gì chứ? À, dịch á Ở dưới hả? hả? Là Ổng đi ổng ghé tùm lum hết ông thầy. thầy thầy nghe thì ông đó là F0 rồi, nhưng mà rồi còn F1 thì nhiều, nhưng mà ra F0 luôn rồi hả? Mời ai hình như tài lơ ổng xét mà xét nghiệm QR là dương tính rồi thầy. Là lơ của ổng hả? Dạ. Rồi xong em cám luôn rồi. Chú lè luôn. Chắc mình nghỉ học tới Tết luôn hả thầy? Căng đấy. Rồi ở đây phép quay tam ô góc quay sau này toàn quay không trời. Thôi mấy giờ quay đó về gán học công thức làm ha. Dạ. Rồi số 8 đâu nói thử rồi. Gia Khang, điều kiện xác định của cô Tăng. Dạ thầy là xin ít khác không? À, xin ít khác không, ít khác gì? Dạ thầy là để bấm máy tính nghe thầy. Cái ít khác K2B gì vậy? Sai. KB ship xin không KB. mà KB thầy Rồi, soi vô 9 cho tới 13. Rồi, tự làm việc chưa?
Rồi, thử rồi, số 9. Dạ khen. Em ở Đấy. đây. Giờ Xử lý từng câu chị thôi. Câu A đúng hay sai? dạ sai, Tại sao? vì nếu mà xin bằng Nếu tại tìm nó phải được có điều kiện gói thầy. A lớn 1 thì phương trình này là vô nghiệm. Câu B. Câu B đúng hay Con sai? chọn câu C trước thầy. Câu C sai thầy. Câu C giống như câu A. Câu B. Dạ câu B sai thầy ơi. Sao sai? Tại tăng nó là sin trên cos mà cô tăng là cos trên sin mà. Ừ, có vấn đề gì đâu. Hai điều kiện nó khác nhau Khác nhau cái gì? Nó chỉ hỏi phương à trình thầy. có nghiệm thôi mà. Tăng với cô tăng là có cái tập nghiệm là R mà. Nhưng Tập giá mà trị của nó. A là bao nhiêu nó cũng đều có giá trị hết. tăng nó cũng phải nằm trong khoảng trừ 1 đến Tập 1 gì à. có? Không có rồi. Không. Lý thuyết. Như đúng hả thầy? Ừ. Câu số 10, bao nhiêu số tự nhiên ba chữ số khác nhau? Phạm Khang. Ây chà. Đề Có thể. chín nhân chín mươi tám À. Câu 11 chưa được học, bỏ qua bên. Câu 12, Gia Khang. dạ thầy làm theo từ công thức cos x lớn bằng trừ 1 bé bằng 1. À, chấp nhận. Ta có cos nằm trong đoạn từ -1 đến 1 xong. Ủa câu 11 là Chưa mình học, trong chưa chương học, trình là chưa mình học. à. Câu 13, tìm M để cos bx bằng M có nghiệm. Phạm Khang. Câu đề à? Nằm trong cái đoạn đi từ -1 đến 1. Có thầy cái giá trị lớn nhất kiểu nhất là mình thế vô hả thầy? Ta có cos nó nằm trong cái đoạn từ -1 đến 1 rồi sau đó nhân với -3 vô. Ủa sao có bạn nó không có được ta? Không được là sao? Để em gửi thầy thử bài này. À, giỏi quá chưa? Gửi chưa Khang? Thái quan từ từ. Gửi rồi hả? Trong nhóm hả? Rồi, tiếp. Rồi, câu 14 cho đến câu 18. Trong đây câu 17 chưa học, bỏ qua một bên. Rồi, làm việc vô. Dễ mà. Coi như ta đang ôn tập tổng hợp mà. Rồi, làm việc. Chào. Mới gửi nha thầy.
Rồi, rồi, thầy coi, thầy coi. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của cái này. Đây, cắt ra. Rồi, đâu, sao số 1 có hỏi gì về câu này? Kiểu Kiểu gì? giờ thế chỉ cho nó chạy từ từ mẫu mẫu thầy Hai cho chạy hai hàm khác nhau mà. không biết là mình gom lại thầy cho nó thành một cái dạng sin bình ít Thì đó, giờ gom đi. Rồi, đâu, gom sao? sin bình ít nhân cos bình ít là bằng sin bình 2x chia cho 4. Đây, sin bình 2x tất cả đem chia cho 4 với 8 ở phía trước nữa, vậy còn lại là 2. Rồi, sao nữa? Rồi, sao? Tới đây làm sao nữa? Xong rồi tách cái số 1 ra, Tách số số 1 1 thành 1 phần 2 cộng 1 phần 2, thành gì chứ? 1 phần 2 cộng 1 phần 2 Để làm cái gì? cho nó về hàng thứ lại. À, đưa về thành hàng đẳng thức hả? Chí cho cực như vậy, kệ thích làm gì thì làm. Rồi sao? Rồi cộng hai lần sin mũ 4 2x. Rồi sao nữa? Đặt số 2 ra. Ủa, ba thằng này đúng không? Dạ. Đặt số 2 ra ngoài, vậy bên trong là, Xin bình 2x khoan trừ khoan, 1 phần. đặt số 2 ra ngoài, vậy thì đây nó biến ra thành 1/4. 1/4 trừ đi cho sin bình 2x, vậy ta biến từ từ thôi, thì chỉ cho khổ vậy, kệ, thích thì đặt đi. Rồi sin mũ 4 2x rồi làm gì nữa? Cái đưa gì hãng thức được hả? Rồi hạng thức gì đây? Xin bình 2x trừ 1 phần 2 tiếp Sin bình 2x trừ đi 1/2 tất cả bình. Đây, chấp nhận. Rồi tới đây bạn làm cái gì? đó là cho nó từ 0 đến 1 đúng không? Xong rồi thêm vô bình phương nha thầy. Sai chỗ nào? Sin bình đúng là nó nằm trong cái đoạn từ 0 cho đến 1 là đúng. Nhưng mà sau đó sin bình này trừ đi cho 1/2 thì nó lớn hơn bằng nhiêu? Trừ 1/2 bé hơn bằng 1/2, ngay chỗ đây bình không được. Kịp không? Tại vì này nếu muốn bình á thì vẫn bình được, nhưng mà nó sẽ ra thế này nè. Nó lớn hơn bằng 0 và bé hơn hoặc bằng 1/4 thì cái này thì được. Kịp không? Hiểu chưa? Chứ nó đâu thể nào nó nằm trong đoạn từ trừ 1/4 đến 1/4. Hình dung chưa? Đó, nếu nó ra là nó phải ra thế này nè. Nhưng mà cái điều bạn lý luận cực lắm. Hình dung chưa? Thì nhiên thích thì làm. Thì tới ngay chỗ bài này thì ta đặt cái T bằng cái gì? Là sin bình của 2x. T này lớn hơn bằng 0, bé hơn bằng 1. Nó nằm trong cái đoạn đi từ 0 đến 1. Lật cái bảng biến thiên ra. IT giờ nó thành là 2 lần T bình trừ 2T cộng 1. Lật cái bảng biến thiên ra. Ta chỉ lấy trong cái đoạn từ 0 đến 1 thôi. Hình dung được không? Bài này trên lớp cô chó hả, thầy chó hả? Thầy chó thầy của thầy á. À, của tôi chó hả? Dạ đúng rồi. Của câu nào? Của đề hôm bữa hả? Dạ đúng. À, ở bài này trên lớp học tới đâu rồi Phạm Gan? Mới tới chu kỳ tuần hoàn này. Gì lâu vậy? Sao hôm bữa thì mới nghe nói về, chẳng lẽ Từ từ. Thầy từng học được có một tiết rồi. một tuần được có một buổi toán à hả? À, đúng Rồi còn mấy môn khác có học không hay rồi. Mong thấy cũng tận buổi luôn. ok, giống như đang dạy. Có còn Phạm Khang, ủa giờ Khang không về lớp sao rồi, học tới đâu rồi anh? Giờ Khang ơi, quê thằng câu Gia Khang đâu rồi?
Con ngừng giao tiếp tí nha thầy. Ồ, đi chơi hay gì rồi? Ồ, mở lượt hai nít luôn vậy. Rồi, quay lại. Tiếp câu 14. Phạm Khang. Số hạng thứ 7, tức là khi đó cam bằng mấy? Câu 7. 7 Ủa, à? câu 6. Sao, 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 sao? 6. Công thức Newton là gì? CK10. CK10 nhân cho Nhân cho x mũ 20 trừ k. 2k, 20 trừ 2k. chấp nhận 15 Newton CK9 hệ số nhân cho 2x mũ 9 trừ k. hệ số thôi. Rồi phần biến x bình nhân với gì? X mũ 9 trừ k thêm con trừ 1 đây nữa, trừ 1 mũ k đây nữa. Rồi tình tí này biết rồi, này thì chưa học. Xếp 6 người theo một hàng dọc thế nào? Sao gì người cách À, ok, chừng nào nói chuyện lại được, mở mic lên nói chuyện nha. được ai Đi chơi hay đâu vậy? ơi đó có Rồi, câu 20. 5 tem. Xếp 5 tem thư khác nhau, 6 bìa thư khác nhau, bao nhiêu cách chọn ra 3 tem, 3 bìa thư rồi bắt đầu mới dán. Đã đọc cho kỹ cái câu của nó yêu cầu nha. Đây, cắt ra đi. Rồi, để dán qua lên cái phần này cho các bạn không có bị lắc tới lắc lui nó đỡ. Vô, suy nghĩ cho kỹ câu này, thầy lên thầy lấy tiếp một đống đề khác cho các bạn về dạy. Cái thầy Nhân hồi bữa đó có về Bình Đại, mốt có về Bình Đại dạy em thầy. Có thể. Sao hôm bữa học với thầy Nhân thấy ổn không? Hả? Sao Gia Khang? À, thì cũng bình thường. Mới học có một buổi mà thầy. Thời gian đó trước cũng là cậu học sinh trường chuyên lớp chuyên toán đấy. Thầy nói nhẩm đúng ghê luôn thầy. Tốc độ cao mà. Ghê đâu trời ơi, bị lộ bài rồi. Tôi đâu biết. Nhưng mà đa số là giáo viên ở trung tâm là tôi phải tuyển giáo viên nặng ký như thế. Thành ra Thầy Nhân nói thầy nhắm mới hay vừa lắm về. đâu á. Ừ. Mới giờ về cũng cũng đẹp, nhận cũng nhiều lớp ấy. Phụ tôi trong cái giai đoạn đang tình hình dịch bệnh này, dạy online cũng phụ được rất là nhiều việc. Đối với tôi rất dễ, có năng lực làm được việc thì tôi sẽ tạo mọi cơ hội để làm. Nhóc đề luôn, đề năng khiếu, đề chuyên của Huỳnh Mẫn Đạt Kiên Giang. Trường này hôm bữa thầy có chở cô đi dự giải trại hè phương Nam do Kiên Giang đăng cai. Rồi, sao câu của mình thế nào rồi? Xử lý thế nào? Dạ Khang. Dạ thưa thầy, là đầu tiên là em làm chọn 3 tem. Giờ đầu tiên là không gian mẫu trước nè. Giờ nó Câu hỏi này hỏi số cách làm mà, vậy số cách gì ta thực hiện luôn nè. Vậy nó đầu tiên là nó yêu cầu nó làm gì? Hỏi bao nhiêu cách ba chọn ra 3 tem. Rồi gì nữa? Rồi 3 ba bìa bì thư. Sau mà đó phải giải chọn ra quyết cái đó xong trước rồi thầy. mới dán, đúng không? Vậy chọn 3 tem trong bao nhiêu?
C35. C35 trong bao nhiêu cụm từ? C36. C36 cộng hay nhân? Nhân. Nhân, rồi sau đó mới làm gì? Nhân. Nhân. Dạ, rồi 3 tem và 3 bị thư thì có 3 giai thừa cách. À, tốt, quá đơn giản. Bài quá nhẹ nhàng. Mười hai giờ này con phải nộp bài tiếng Anh lên Ayota nữa này. Phải thật. Vô bóc cái đề có chơi cái đề chuyên Huỳnh Mẫn Đạt đi, đặt mục tiêu rồi. Rồi đây chuyên Huỳnh Mẫn Đạt Kiên Giang, lấy đề cơ bản. Rồi, sai hai câu hỏi trước. Rồi, xử lý hai câu đó ạ. Dạ. Thầy nói cái hình lại được không thầy? À, được được phải chờ thầy chứ, thầy chat thì thầy điện cái này kìa. Dạ.
Rồi, xử lý trước đi. Câu số 3 thế nào? Dạ Khang. Ba chữ số khác nhau chia hết cho ba, xử lý thế nào đây? Giờ tìm A cộng B cộng C bằng 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 số chia hết cho ba hả? Rồi. Giờ đầu tiên là số chia hết cho ba thì giờ ta sẽ tìm ra các cái bộ mà để có tổng chia hết cho ba. Dạ. Vậy tổng chia hết cho ba thì khi đó thứ nhất là cái bộ là ba con số phải sao? Dạ ba ba chữ số này. Ba số đó đó phải sao cái đã? Chia cộng lại chia hết cho ba. Đầu tiên ba là nó chia hết cho ba. Rồi trường hợp tiếp theo là ba số đó nó chia ba dư mấy? Chia ba dư ba dư một. Dư một và ba số đó nó chia ba dư hai. Được không? Nó rơi vô ba trường hợp đó. Dạ. Vậy cái bộ đầu tiên là 0, 3. Đó rồi, không có. Vậy là bộ đầu tiên cả ba số cùng chia hết cho ba là không thể tồn tại. Vậy là không có. Được không? Được chỗ này. Ủa, rồi. Này ba chữ số là mà thầy. Ừ. Ba chữ thầy số. Mới 0, 3 vậy. 0, 3. Vậy thêm thằng nào chia hết cho ba nữa? Cả ba con cùng chia hết cho ba mới được. À, rồi, chỉ có số 0 với số 3 làm gì còn số nào nữa? Vâng. Vậy thì cả 3 chia 3 dư 1 là nhiêu? Dạ thầy là 2. 2 là mấy? Đúng không? Ủa 4 chứ, 4. Số đó là 2 với lại mấy? 4. 2 với 4 thì nó đâu phải. Nè nghe nè. Đầu tiên nè là chia hết cho 3. Rồi 3 số đó cùng chia 3 dư 1, 3 số đó cùng chia 3 dư 2. Ngoài ra nó còn tiếp trường hợp nào nữa? Trường hợp này vẫn không thể xảy ra. Là tại vì không có ba con nào mà cùng chia 3 dư 1 trong cái này. Tương tự thằng này cũng không có luôn. Được không? Yeah. Vậy thì khi đó tất cả các trường hợp này không xảy ra. Vậy thì nó chỉ còn có thể có trường hợp là gì? Đó là một con thì chia hết cho ba. Rồi một con thì chia 3 dư mấy? Dư 1. Dư 1 và một số chia 3 dư 2. Yeah. Đó. Vậy thì giờ ta sẽ bóc ra một con chia 3, chia hết cho ba, một con chia 3 dư 1 và một con chia 3 dư 2. Được chưa? Và trong các cái bộ đó, giả sử lấy cái bộ 0, 1, 2, tức là bộ nào mà có dính số 0 vô, thì khi đó số cách chọn nó sẽ rất khác, và tại vì số 0 nó không có rơi vô đầu tiên được. Nghe kịp không? Dạ. Yeah. Có cần nhắc lại không? Dạ yeah, không. Rồi, giờ gắng tự làm lại nha. Rồi, ngoài cái bộ 0, 1, 2 ra, thì ví dụ như bộ là 1, 2, 3, thì 1, 2, 3, các bạn khoán gì 3 thằng đó được. Tương tự như thế, bộ 234 khoảng gì được đó, tự người liệt kê ra, cứ ứng với một bộ như vậy thì nó sẽ có bao nhiêu cách để sắp xếp. Ủa thầy ơi, nghe yeah. Thầy mới mua máy tính đó thầy. Máy tính PC hả? Dạ. Ừ. Rồi thầy, thầy mua để làm gì mà thầy mua gì mà dữ thầy? Làm công chuyện chạy truyền thông, chạy làm các kiểu, mà cái đó chỉ là mấy cái ở tầm bình thường thôi, đang chạy thử thôi, chạy thử nghiệm. Thử nghiệm mà ổn máy khủng như thầy. Thử nghiệm thì tôi sẽ đẩy ra một cái máy gấp chừng 3 lần cái máy đó. Khủng quá. Tại vì một là thầy là dân công nghệ thông tin và tôi biết cách để khai thác về máy tính. Nếu như biết cách xài. Rồi, DBDAC sao cho cái giao tiếng giữa hai mặt BDF. Cái gì đâu, mua để dành chơi game mà cũng có thằng ở nhà nó tập hợp xe cỏ. Thì giờ tôi gọi tôi tập hợp máy tính chơi vậy. Mà làm gì mà hái cạp màn hình dữ thầy? Thì tại vì cái cấu hình của cái máy nó vậy, máy server mà. Chạy từ cái main server. A, C, A. Rồi, thế nào? Mượn Gia Khang ơi. Gia Khang nữa. Ừ, thích gọi thôi. Thì thầy là đầu tiên có điểm E là điểm chung. Rồi, tiếp theo. Nhanh không? Cả đống hả thầy? Nhanh. Điểm E là điểm chung rồi. Ủa, còn gì vậy? As BF cắt AC thầy. BF điểm F nằm luôn trên đây mà. F nằm trên AC đúng không thầy? Ừ. Đúng rồi.
chạm quá mà các bài có vậy mà là học xong mệt quá. Đúng rồi, làm gì vậy? Thì điểm ép nữa. Thì cũng nói BF cắt AC. Tại điểm ép. Tôi nói ông mà đề có vậy thôi mà ông làm cũng không xong cũng lâu nữa. Người ơi, lâu rồi. Thì đúng chứ không xong thì sai. Rồi thẳng AEA. F là trung điểm. Hỏi AEA cắt được các đường nào sau đây? Giờ giải thích. Số 1, Phạm Khang. AE cắt được ai trong đó? Cắt được BC. Lý do nằm ở mặt nào? ABC. Dễ quá. Thì... Ủa? Thì được rồi, dễ quá thì đi qua thôi, chứ có gì đâu. Đây. Chưa giảng cho các bạn hai cái ở cái câu số 11 là hình lăng trụ. Hình lăng trụ được hiểu là cái hình như thế này này. Hình lăng trụ là một cái hình, thí dụ như lăng trụ tam giác là cái hình mà nó sẽ có hai cái tam giác đáy bằng nhau và song song với nhau. Hai tam giác đó đó bằng nhau và song song luôn, và nó sẽ có ba cái cạnh bên song song với nhau đó, thì cái hình này gọi là hình lăng trụ, giống giống như cái miếng phô mai vậy đó, gần giống như thế, hoặc là cắt cái miếng bánh đúc bánh và lợn ra đó, ta sẽ thấy được cái hình giống giống như hình lăng trụ đó. Rồi nó cho cái hình đó hỏi số cạnh của lăng trụ. Rồi xử lý câu số 10 với câu số 11. Kiến thức nhẹ nhàng để cho các bạn hiểu là học xong kiến thức trong quá trình thi học kỳ thì người ta thường hay cho các bạn là cái gì. Phải. Cái đọc cái đi xa được rồi, anh nói trước anh lo với cái này không đúng.
Rồi thật 500 ạ, cái trại xong rồi. Được. Câu số 10. Giang Khang làm thế nào? Dễ hình ra thầy. Rồi. Dễ hình ra. Mặt phẳng B dễ hình đi qua thầy. điểm G song song với AC. Vậy giờ song song với AC vậy nó dựng sao? Từ điểm dựng G. Song song với AC đó thầy. À, dựng đường song song với AC. Ủa cái bài này hình như làm rồi nhỉ? Vậy hả? Không biết. Đề thì vòng vòng thôi, tới mấy trận cho cũng như vậy thôi. Song song với ai nữa? Ít đi. Mặt nào đi song song được ít đi. Mặt SD thì mặt SAD SAD SCD đúng, nhưng mà vấn đề là hai cái đường này lấy đâu ra, hai đường nào thầy? Nè cái đường này nè liên quan gì tới SD à. Lấy mặt SCD thầy. SCD rồi cái đường này liên quan gì tới SCD? Nó nằm, nó đang nằm đây trên SBC mà, còn cái điểm này nằm trên SAB mà, nằm trên đường AB với đường BC mới liên quan gì tới SAC, SBC, SDC. Cái đường mà song song với AC là nó phải nằm trên mặt phẳng ABCD. Đúng rồi. Còn bây giờ nếu mà thầy nói vậy, lấy một cái đường song song với SD thì sao nằm trên mặt phẳng ABCD? Thì đó dĩ nhiên phải có cách. Đó giờ nghe thử người khác nói coi. Đâu? Số 1 Phạm Khang thế nào? Được không? Kéo cắt CD. Rồi, một à, lấy kéo dài cái thằng CD này ra. Đó, kéo dài thằng này ra và nó cắt. Đây là một cách, nhưng cách này không đẹp. Và tôi sẽ nói nghe cái không đẹp. Đó, giả sử vậy coi như nó cắt được nè, tại điểm Y đi. Rồi từ Y đó dựng song song nha. Số 2, ở số 1 SD. Dựng song song SD. Má ơi. Đó, trên lý thuyết là dựng được, nhưng rốt cuộc nó dựng đó rồi nó cắt được ai? À. Nghe kịp không? Kịp à, dựng thì được đó, nhưng mà rốt cuộc dựng thì nó khơi khơi trong không gian luôn, nó không biết, nó không cắt được ai, không giải quyết được thiết diện, bảo đảm. Tương tự nếu hồi nãy có kéo dài cái thằng AD ra, cái đường thẳng ở dưới nó dựng cắt được AD, dựng song song lên nó dựng ngó, không thể tạo được thiết diện. Anh dùng chưa? Thì rõ ràng ở đây là hướng, nhưng hướng này không đi tới được kết quả. Các bạn phải nhờ một cái mặt rất đặc biệt ngay chỗ này. Điểm G có nằm trên BD không? Số 1, số 2. Dạ Khang. Đã có thầy. Đó, điểm G của các bạn nó nằm ở trên đường BD, vậy chắc chắn nó nằm trong mặt SBD. Vậy từ điểm G ta dựng cái đường song song với SD thì lại được. Nghe kịp trời, chứ? Là trời. Hình dung chưa? Đó, từ điểm G đó đó. Các bạn dựng một cái đường song song với thằng SD do sự cắt thằng này tại điểm E. Ủa rồi nó ra cái mặt gì thầy? Giờ tới đây được chưa cái đã? Bên. Được không? Được rồi. Rồi. Vậy cái điểm E này nó đang nằm ở đâu? Trên đường trên SB. SB. Kịp chưa? Vậy từ đó suy ra cái giao tuyến giữa SAB với mặt màu đỏ đó là đường nào? SAB với mặt màu đỏ. Đó là AE. Được chỗ này chứ? Ủa không phải chữ A, lộn. Nếu nãy đặt tên đây là chữ M, đây là chữ N, vậy nó là đường EM. Rồi, giao với mặt SBC. Vậy giao với SBC thì nó là EN. Vậy giao tuyến của mặt này là tam giác EMN. Nếu như ta tìm thiết diện. Vậy thiết diện là tam giác. Còn đây nó sẽ yêu cầu là gì đây? Thiết diện tạo B là một, và cái chớp này là một đa giác có một đỉnh thuộc CD. Vậy câu A đúng hay sai? Nè, câu A nè. Sai. Câu B, một đỉnh thuộc SB. Đúng. C, một đỉnh thuộc SA. Sai. D, một đỉnh thuộc SD. Sai.
Kịp không số 2? Dạ vâng. Trời ơi, làm bài thiết diện còn kém quá hai đứa ơi. Không phải vậy, tại tìm cái hình này khó chứ không phải là làm bài này kém. Rồi, con này điểm số cạnh. Tam giác này một dãy số 4, cạnh. 6, 7, 8, 9, 12. Rồi, dễ dàng, xong. Cô tính cái sao ra 12 vậy? Hả? Bao nhiêu cạnh? Chích cạnh. 12, tôi làm thật. Vậy mà thầy cũng nói rồi, xong. Ừ, thì xong là anh xong á. Rồi, tiếp. Cái này là phân số hay chữ gì trời, nhìn không ra. À, chắc là phân số quá. À, cái này cứ coi như nó không tồn tại đi, mình nghi chắc là phân số đấy. Rồi tự tính ra lại coi kết quả thế nào. Những cái bài liên quan tới tính toán và kinh nghiệm hoặc là rồi, xử lý vô bốn bài. Rồi, cùng giải quyết thử coi. Câu 12. Dạ Khang. Dạ thầy, là đầu tiên là mình làm kiểu Kiểu gì? chọn hay là trừ thầy. Đâu biết anh muốn chọn gì anh làm chứ, hỏi tôi làm gì? Rồi, Dạ thầy, là trừ đi thầy, giờ chọn tất cả các học sinh. xài biến cố đối. Vậy biến cố đối là gì? Tất cả học sinh là C5 Tôi hỏi biến cố đối thôi. là không có học sinh nữ. À, không nữ. Vậy không nữ là nhiêu? Dạ thầy, là C5 14.
Rồi, chấp nhận. Nhiều đó là được rồi. Câu 13 luôn, ăn luôn. Anh gần 4 người làm vệ sinh sớm. Đầu tiên là làm cái kiểu biến cố đói này. Nói là gì? Dạ thầy là không có bạn nam. Ở đây là đúng chứ không ít nhất nha. Chọn có đúng một nam thầy. Ở chị thôi chọn thầy ơi. Một nam với ba nữ. Rảnh, bài này đói anh chạy với tới le lưỡi. Xin lỗi được chưa? Đâu gì đó. Tôi nhận. À, vô. Xem một máy. Dạ thầy là C14 cho C35. Đó, dễ quá. Rồi, số 1, câu 17. Câu B này. Rồi, xác suất để xuất hiện mặt 6 chấm là sao? Ủa, đơn giản chỉ có vậy thôi hết trời. Câu B này. Có vậy mình cũng cho nữa ta. Rồi, câu 18. Số cách chọn một cây bút trên bàn. B luôn hả? Chấp tính. Trời ơi. Còn nghĩ phản luôn nè. Trời ơi, cái này tàu lao vậy mà chiên bánh xèo, chiên gì. À, tiếp đi, mọi câu khác đi. Ồ, không, thì nói chung thì một cái đề mà chỉ cho mức độ cũng vừa phải. Đâu có đề thi mà. Thật sự, cái đề thi học kỳ nhẹ hơn đề kiểm tra. Tại vì nó là sự tổng hợp lại. Lên kiến thức nó lại không khó. Còn lại cái đề qua đề khác. Đề... À, quên, cái đề này nó đang dành, tuy rằng nó là chuyên nhưng nó dành cho lớp cơ bản. Rồi, hỏi giao tuyến có hai mặt ACE với CDF. Thôi nghỉ khỏe luôn đi. Bên kia, y như cái đề này này. Cho hình hợp. Biết. Nghỉ học luôn đi thầy. Rồi, nghỉ học luôn đi. Để cho nhìn cái mặt rầu á. Giao tuyến của mặt B chữ B song song với đường AC. Như là trung điểm song song với AC. Với mặt. A, C, D. Rồi, bài không có cái gì được gọi là hợp lý. À đây đây. Ồ, khúc sao. Trời ơi, khúc sao. Vô. Khúc này nó mới bắt đầu vui nè. Rồi, xử lý đi. Để tìm tiếp. A, B, C, D, C, O, E, B, C, C, O, E. Rồi, xử lý trên từng câu.
Rồi, số 29. Đâu, thầy mượn coi. Số 1. Câu 29 làm sao? 29 rồi. Thôi lại, Cái một bài. một cái tử số là Lại. sai. Cái từ số tức là nó chỉ lấy được từ 0 đến 9. Một chữ cái trong 24 chữ cái lập ra mật khẩu. Nó quy định đó. Cái tử số là một cái tự là cái số hay chữ hay Là số. Ví dụ nè, cái mật khẩu nó phải là gì? 3, 4, 2, A, 1, 5, kiểu kiểu như vậy. là phải có số không ạ? Nè, nó yêu cầu nè. Viết rằng cái À, gì? là tìm Mật tổng quát khẩu tức phải có gì? 6 ký tự. Đó, mỗi ký tự phải là bao gồm gì? Mỗi ký tự nó chỉ có số thể là số hoặc là số một hoặc chữ. là chữ. Hình dung chưa? Nhưng mà nó yêu cầu trong đây phải có ít nhất là gì? Ký tự số. Nhất là phải có một ký tự số. Vậy thì làm đấy. Tìm tổng quát thứ hai Rồi, tổng quát là gì? là C Khoan, C gì chứ? C Tổng quát là gì? Ý anh tổng quát là sao? Chưa hiểu lắm. là không gian mẫu. Không gian mẫu. Ok. Thằng này nó đâu yêu cầu làm gì đâu. Nó hỏi là bao nhiêu cách mà. Đâu hỏi xác suất đâu. Tìm không gian mẫu làm gì. Là tìm trực tiếp luôn đó chứ. Ông ấy là tổng mà trừ ra Ừ. CC69 cộng C626 Khoan, khoan. C69 là gì? Cộng C626 là sao? Chưa hiểu lắm. lại có hai trường hợp này, nên là mình phải cộng. Hai trường hợp là gì? Nói chưa rõ lắm. C69 là gì? Theo anh C69 là gì? Thế chính là toàn số. Tần số là C69 á hả? Trời ơi, cụ bắp. Vậy giờ tôi hỏi, ví dụ một cái mật khẩu nè. Mật khẩu anh nó phải có dạng là gì? À, thầy viết bằng các cái ký tự sao mà để cho các bạn định nghĩa nó là mật khẩu. Thôi ghi vị trí đi. A1, A2, A3, A4, A5, A6. Đó, kịp chưa? Nó phải có 6 ký tự thế này. Con A1 có mấy cách? Theo anh, con A1 có mấy cách thì biết. Có mấy cách để chọn A1? À Ôi bây giờ mới à. không phải, hay hồi nãy em lấy lộn, em lấy lộn là không chín, em lấy có 9 số à, giờ nhớ là 10 số mới đúng. Bây giờ 10 số cũng vậy thôi. Giờ tôi hỏi anh A1 có bao nhiêu cách? C636 Không phải là C636. Anh hiểu cái từ C636 nghĩa là gì không? là lấy 6 số trong 36 chữ cái đó. Lấy 6 số trong 36 chữ cái đó, nhưng nó phải khác nhau. Còn đây từ A1 đến A6 có yêu cầu khác nhau Không. không? Không, đâu yêu cầu khác nhau đâu. Hiểu chưa? Được không? Vậy cái con A1 có mấy cách? 36 cách. Tương tự con A2 36, toàn bộ tất cả đều là 36 cách. Vậy tất cả của nó là 36 mũ 6 chứ không phải C636. Kịp chưa? C636 được hiểu là khi nào anh lấy tất cả các số đó nhưng nó phân biệt. Và nếu như phân biệt nó hoàn toàn có thể đổi chỗ cho nhau nữa, nên anh phải có thêm 6 giải thừa là A636. Hình dung không? Tiếp ha. Rồi, nhưng mà này là mới tìm được tất cả thôi. Rồi, còn bây giờ xử lý thì sao? Ít nhất một ký tự số. Không có Rồi, số. ta sẽ xài theo kiểu không gian mẫu là không có số thì ta sẽ tìm ra được ít nhất một ký tự số. Không có Có số. làm theo kiểu bình thường nữa thầy? Được, chút xíu làm. Giờ xử lý số 2 Gia Khang, xử lý giùm tôi không có số rồi. Không có số á thầy. Hay là anh muốn làm trực tiếp? Vì không có số thì có là C626 rồi. Nữa C66 là gì nữa? Mới vừa la cái chat bên đây C6 là bị chửi, anh qua đây tiếp tục C6 nữa. À, vậy là 26 mũ 6. Rồi, vậy theo cách hiểu là không có số, vậy toàn bộ là chữ cái hết, vậy nó sẽ là 26 nhân 26 dần dần. Và nó ra là 26 mũ 6, lấy ở trên trừ đi ở dưới ra kết quả. Xong, vậy thì khi đó sẽ có ít nhất một ký tự là số.
Các bạn đề thì các bạn có thể về cơ bản là hiểu, nhưng các bạn hiểu nó chưa chắc, chưa lên được tới một cái tầm cao. Muốn lên tầm cao thì thật sự là phải dành nhiều thời gian luyện tập nó mới lên tới được. Rồi, quay lại vấn đề. Rồi giờ số 2, Gia Khang muốn chơi trực tiếp chứ gì? Vậy chơi trực tiếp chơi làm sao? Tao có hỏi làm theo kiểu mà từ ra giống gì là được rồi thầy. Hỏi giờ tôi thích hỏi trực tiếp. Thì chọn tới mốt luôn á thầy. Trực tiếp thì khi đó các bạn sẽ xét nè. Một là trường hợp có một chữ số và một ký tự là số đó nó nằm ở đằng trước, nằm ở vị trí số 2, vị trí số 3, vị trí số 4, hay cách hiểu là nó có thể hoán vị trong đó. Vậy tức là nó có 6 cách để đặt cái vị trí số 1. Rồi sau đó hai ký tự số đó là muốn có được là phải chọn hai số, hai cái ký tự số trong 6 con đó. Rồi hoán vị dân dân làm mày đó bệnh luôn, thật sự xỉu, dẹp đi ha. Rồi câu 32 hỏi có bao nhiêu cách để lập ra thành thế này. Gia Khang, Dạ thầy, A3 20. cách làm tại sao? Tại vì những người này nó có một cái chức riêng. Chấp nhận. A320 chớp có đáy là hình bình hành, tâm là O, E là trung điểm của XD, giao tuyến cho mặt SBC với COE. Rồi, SBC với COE quá đơn giản. Số 1. Chắc là mở rộng ra thầy. Mở rộng sao? Mở rộng OC. OC mở rộng ra thì ra được tới điểm E. Làm sao nữa? Hai thằng đó hiện tại nó đang có điểm chung, thứ nhất là điểm nào? C. Điểm C. Rồi chấp nhận, nó chỉ mới có một cái điểm chung thứ nhất đó thôi. Rồi bây giờ điểm tiếp theo lấy đâu ra? Ta có thể mở rộng nó lên là lên được tới mặt này đó. Vậy thì trực tiếp những cái đường là đường XC, đường BC, đường CA, đường CE hết xài được rồi. Có cái DB DBO nó nằm trên DB đúng không thầy? Đấy. OE thì có song song với SB kìa thầy. Đấy, rồi sao nữa? Thì có ra không thầy? Đâu biết, sao lại hỏi tôi? Có OE song với SB. Thì điểm C là chung kẻ hiêm nữa thầy. Kẻ gì? Có cái mặt SBD đó thầy. Thầy nói mặt SBD lại đi thầy. Làm sao được gì liên quan tới mặt ớt về đây? Để chứng minh OE song song với SP đó thầy. Đấy. Vô tư, không vấn đề gì hết. Xong rồi giờ có điểm C là điểm chung. Rồi, chấp nhận. Kẻ thêm một đường song song với OE. Hợp lý. Tốt. Nhưng song song với OE, hoặc thực tế đường nó song song với OE, hoặc nó song song với SB. AP. Tốt. Rồi, chấp nhận. Rồi, tiếp theo. Rồi, bắt đầu. Bơi.
À, triển khai đi, thầy chào. Nhiều việc dưới người ta. Nhiều thì nhiều mà làm thì vẫn phải làm thôi. Đâu thể khác được. Tạm tạm mà đấy. Ổng. Cố lên. Ừ, đúng rồi. Hiểu anh. Bắt đầu dần dần khôn ra. Tại vì cái gì cũng phải làm một thời gian mới hiểu mới biết được. Nếu không là không thể. Rồi, à, giải quyết vô vấn đề của mình. Tạm tạm. Ok. Dần dần thì cái gì nó cũng gợi mở ra được. Nó mở được nhiều thứ. Rồi, 34. Số 2, thế nào số 2 ơi? Số 2. Dạ 34. thầy là cô đi. Chắc là Dạ thầy là đầu tiên là chọn tổ thứ nhất là C936, rồi, 4 C tổ. thứ hai Tổ thì 1 5 là C936. Tổ thứ 2 C927, C9 27. C918, C9951. Rồi, chấp nhận. Câu 35 có bao nhiêu cách hai bông sao có đủ hai màu? Dễ vậy. Số 2, ở số 1. Số 1. C5 hay C16 à? Rồi, dễ. Lựa chi mà mấy câu dễ thế. Lựa phải lựa nó nặng ký hơn chút thôi. Đây, vui nè. Rồi, câu 38. Này, đề này nó nhảy đâu khó nhìn quá. Rồi, cho cái phương trình thấy gớm đó. Hỏi có bao nhiêu giá trị của M để cho phương trình này có nghiệm nằm từ đây đến đây. Số 2, hẹn sao? Số 2. Dạ thầy. Ý tưởng. Dạ Ý tưởng trước cái đi. thầy là đổi cái code 2x lại thành code bình. Nhận rồi sao nữa Xong rồi giải thôi, cái làm theo cách kiểu nào delta. như vấn đề nó yêu cầu cái gì kìa. Nghiệm trên cái này. Ừ. Thì mình giải cái công thức nghiệm ra thầy. Có em mờ giải công thức nghiệm ra bằng niềm tin Con cần có thời gian. cần bắt mặt xuống Số tường hai rồi đi tìm thời gian đi. Số 1. em nghĩ là cho chạy code này. Đây, chờ anh sao? Đầu tiên là mình tính được cái mình đưa vào dạng bình phương, xong rồi mình đưa nó vô cái trong mặt bình phương á thầy. Không thể, trong mặt bình thường phương là đều không thể. Tại vì cái code đó nó chạy không ổn. Đâu Không ổn. Rồi, chữ với các bạn. Thí dụ nếu như nó không có cái này đi. Dễ rồi. Đó là ta cứ việc
đưa vào thành phương trình bậc 2 và tìm điều kiện sao cho nó có nghiệm, và nghiệm đó nó có nghiệm là được, và cái nghiệm đó đặt t bằng cos, và các bạn lấy cái nghiệm nằm trong cái đoạn đi từ trừ 1 cho đến 1. Vậy thì nó sẽ kéo theo là delta lớn hơn không, rồi có nghiệm nằm trong đó. Nhưng mà thật sự nói vậy thôi chứ nó rất khó. Và cách để các bạn triển khai đơn giản nhất á, là người ta trả về thành hàm số. Tại trả hàm số là thế nào? Ví dụ như thầy cũng đang tạm gọi là bỏ cái này đi để cho các bạn dễ nhìn. Thì sau đó ta sẽ đưa về phương trình bậc 2 theo t. Nó là 2t bình nè, trừ t, rồi trừ 1 trừ m cộng 2, vậy nó ra thành là cộng 1 trừ m bằng 0. Sao tới đây được không? Thấy m qua một bên, vậy nó biến ra thành phương trình là 2t bình trừ t cộng 1 bằng m. Ta sẽ lật cái parabol này ra. Parabol đó ta biết cách để xử lý rồi. Thí dụ nếu để nó không yêu cầu nằm trong cái đoạn nào hết, nó chỉ cần có nghiệm thôi, thì các bạn lật cái parabol nó ra, thì các bạn sẽ biết được là đi từ trừ 1 đến 1 nó đi qua đỉnh của các bạn là 1 phần 4 xuống lên, thì các bạn sẽ biết được min max. Từ min max đó muốn m có nghiệm thì căn cái đường y bằng m ra thì nó sẽ cắt. Nó lớn hơn hoặc bằng y min và nó bé hơn hoặc bằng y max thì nó sẽ có nghiệm. Nghe kịp chỗ này chưa? Số 2 theo kịp không? Dạ thầy. Số 1 được không? Số 1 được rồi. Phương án này được gọi là cô lập m, trả cái phương trình này về thành giao điểm để xử lý. Rồi còn nếu như đề mà nó cho có liên quan từ bi trên 2 cho đến bi, thì từ đây ta phải biết được cos nó chạy được từ đâu đến đâu trong cái dòng lượng giác của nó. Đây bi trên 2 là ngay điểm này và bi là điểm ở đây, vậy cos của nó sẽ chạy trong cái khúc đi từ đây qua đây, vậy nó sẽ chạy trong cái khúc này, vậy nó chạy trong khúc đi từ 0 đến nhiêu, đây nằm trong đây nè, trục cos nè, vậy nó chạy trong khúc đi từ 0 cho đến trừ 1, vậy ta chỉ lấy nằm trong khúc đi từ trừ 1 đến 0 thôi, 1 phần 4 nó nằm mé này, loại bỏ. Cũng giống vậy, lập cái bảng biến thiên cho nó chạy, thì từ đó ta sẽ thấy rõ được là điều kiện để căn cái đường y bằng m ra để nó cắt. Kịp không số 2 ơi? Dạ thầy. Đó, hãy tưởng đi giải bài toán đấy. Về nhà gán coi nè. Về nhà ăn cơm. Tiếp, giải cho xong đi, nghỉ. Chưa xong mà. Rồi. Để quăng đề cho các bạn cái đấy là họ sẽ quên. Nhiều việc quá là họ sẽ quên. Tôi quên thì các bạn không có bài thì các bạn buồn sao? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Dạ Khang. Ha ha, không đúng, không đúng. Không có bài anh buồn. Tôi thì tôi sợ các bạn buồn lắm. Các bạn có bài cho các bạn vui. Mới về gửi qua đấy, chút xíu về rảnh làm mấy đề đó. Rồi quay lại chuyện của mình, giải xong hai câu này là nghỉ. Rồi câu 39. Xét một đồng xu, gieo một đồng xu cân đối đồng chất 5 lần, hỏi không gian mẫu. Vậy không gian mẫu là bao nhiêu, Gia Khang? Thầy à... xin hỏi số phần tử của không gian mẫu. 5. Mấy? 5. Sao nó phép thử gieo một đồng xu cân đối 5 lần. Một đồng xu một à có hai mặt. Vậy là nhiêu? Lần thứ nhất nó nhảy ra được là 2. Lần thứ hai nhảy ra được là 2, lần sau à. Nhảy ra được là 2, lần sau nữa nhảy ra được là 2. Vậy tổng cộng nó ra là nhiêu? 5 lần. 5 lần là mấy? Thế 2 năm hả thầy? Tập là không. Lần thứ nhất nghĩa là 2, 5, 5, 5, 5, 5, 10, 10, 10.
phải không thầy? Bảy là yếu. Đó, cái này nó nhức đầu nhỉ. Số 1. 32. Sao tính ra được 32? 245. Tại vì móc chỉ thêm cho thằng em, thì yếu quá yếu. 245 hả? 245. 245 hả? Thì nói vậy đi. 2222. Rồi tiếp tục, khi chia hai vế cho phương trình cos bình, chia cos bình hỏi được phương trình nào ở dưới? Dễ hẹn mà. Chia cos bình được xử lý sao đây? Chào Khang. Dạ thì nó được cái phương trình là giờ chia đi thầy. Rồi. Sin bình chia cos bình nó sẽ ra là tăng bình. Rồi. Vậy đó ra là 2 bằng tăng bình. Còn cái kia nó chia cho cos bình thì nó sẽ ra được lại là sin chia cos là tăng. Ở đâu? Nhân sin 2 x thầy là 2 sin x nhân cos x. Rồi số ra đây là thành nhiêu? 3 nhân cho 6, 3 nhân 2 là 6. 6 tăng. Sin tăng. Rồi trừ cho 2. Đơn giản cho 2 thì là tăng. Còn ăn sao? Còn sao? 4. 4 là 4 phần cos bình. 4 phần cos bình ra thành gì? 4 phần cos bình ra bằng gì vậy thầy? 1 cộng tăng bình bằng gì? 1 phần cos bình. Không nhiều đó mà cái này phải nhắc. Cộng 4 cộng cho tăng 4 tăng bình. Rồi, lôi hết qua dưới phải. Vậy ra thành gì? Thì đơn giản đó được rồi thầy. Thích. Nghỉ trễ chơi. Rồi về nhà gắng làm bài. Bữa sau ôm thêm một cái đề học kỳ nữa, rồi sau đó ta đi qua tiếp cái phần còn lại của đại số. Đó là liên quan tới về giải số. Chúng mình, bài ủa, ơi khoan, chúng mình quy nạp thầy giảng cho các bạn chưa ta? Hình như chưa luôn mà phải không? Phạm Khang nhớ không? Chưa thầy ơi. Chưa phải không? Rồi. À, thôi tạm biệt các bạn. Sao thế? Tạm biệt thầy.